Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục kỹ năng cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè đã đến, mùa của những chuyến du lịch nghỉ ngơi. Quý vị và các bạn đã chuẩn bị cho mình điều gì chưa? Riêng Phương Thảo thì cũng đã lên kế hoạch cho một chuyến đi chơi trong dịp hè này. Thế nhưng mà vẫn còn một chút xíu vướng mắc trong việc là chọn và mua vé máy bay. Chính vì vậy mà ngày hôm nay thì Phương Thảo đã tìm gặp chị Hạnh Quyên là nhân viên phòng vé Apex và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về việc này. Phương Thảo xin được chào chị Hạnh Quyên ạ. Chào Phương Thảo, chào quý vị khán giả. Hiện giờ thì Phương Thảo đang chuẩn bị cho một chuyến đi chơi của mình và rất là muốn biết các thông tin để mà có thể đặt được vé máy bay. Quan trọng nhất là Phương Thảo và quý vị khán giả thì rất là mong muốn mình sẽ mua được một cái vé máy bay tiết kiệm chi phí và mình hay nói là rẻ đó. Thì với việc này thì mình có những lưu ý gì chị? Để mua được một vé giá rẻ thì theo mình có mình cần lưu ý những điểm sau. Thứ nhất là bạn phải chọn được cái loại giá phù hợp với mục đích của mình, túi tiền của mình. Các hãng hàng không thì thường có loại thương gia, loại hạng thường và loại tiết kiệm. Điều lưu ý thứ hai, nếu mà bạn muốn rẻ thì quan trọng là bạn phải có kế hoạch sớm. Các hãng hàng không luôn luôn đưa ra những cái mức giá rất là tốt. Nếu mà bạn có kế hoạch xa ngày và bạn quan trọng là bạn phải có ngày đi này, ngày về chính xác thì bạn luôn luôn mua được những giá rất là hấp dẫn. Và một điểm khác là bạn cứ thử tìm kiếm thông tin trên mạng xem, vì trên mạng có rất là nhiều thông tin về các hãng hàng không và giá vé. Lúc đó bạn sẽ có nhiều cái sự cân nhắc và so sánh cái nào tốt nhất cho mình. Thông thường Thảo thấy bạn của Thảo thì khi mà chọn mua vé máy bay thì thường hay đi vào ban đêm hoặc là những ngày không phải là ngày cuối tuần. Thì không biết là với những cái việc là chọn mua vé vào những thời điểm đó thì nó có lợi gì cho mình không chị? Đúng rồi đó Thảo. Tại vì các hàng không thì thường những chuyến bay mà ban đêm và vào những cái ngày thời gian làm việc bình thường thì luôn luôn là rẻ hơn nhiều so với những chuyến bay ban ngày và vào những ngày nghỉ, ngày cuối tuần. Quả thật là những cái kinh nghiệm rất là quý báu để chúng ta có thể chọn mua được vé máy bay tiết kiệm mà từ trước tới giờ thì Phương Thảo cũng không được biết luôn á. Chưa hết đâu Thảo. Thảo cũng nên chú ý là mình thường xuyên quan tâm đến những chương trình khuyến mãi của hãng hàng không, vì họ thỉnh thoảng vài tháng thì họ lại có một chương trình. Thứ hai nữa là nếu có thể được thì khi mà bạn bay với lại hãng hàng không nào đấy thì nên làm cái thẻ thành viên. Khi mà bạn làm cái thẻ thành viên thường xuyên thì mỗi lần có thông tin gì mới thì hãng không họ sẽ tự động thông báo cho bạn. Như vậy thì với những thông tin khuyến mãi thì mình cũng sẽ nhanh chóng để có thể được cập nhật và mình sẽ nhanh tay hơn trong việc là chọn mua vé vào những cái đợt khuyến mãi nữa. Đúng rồi. Dạ. Còn một cái lưu ý khác nữa là nếu như mà bạn của Thảo hoặc là Thảo là có người thân là học sinh, sinh viên hoặc là một nhóm du lịch nào đấy muốn có một chuyến du lịch thật là rẻ mà cần ngoài vé máy bay mà cần cả nơi ăn chốn ở, khách sạn chẳng hạn, thì hãng hàng không họ cũng sẽ có những chương trình chọn gói như vậy cho chúng ta lựa chọn. Như là mình mua chọn gói thì mình sẽ được mua với giá có thể là ưu đãi hơn. Thường thì Phương Thảo thấy là với các bạn học sinh, sinh viên khi mà đi mua vé tàu á, nhất là vào những cái dịp mà về quê hay là Tết đó, thì cũng hay có những cái chương trình ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên. Thì với vé máy bay mình có chương trình dành cho học sinh, sinh viên không chị? Có, thì thường thường là những cái chương trình đó áp dụng cho học sinh, sinh viên khi mà mình đi du học nước ngoài. Thì nhà nước và hãng hàng không sẽ có cái chương trình hỗ trợ rất là nhiều, có thể bằng 1/3 giá bình thường nữa. Chị Nguyên ơi, Phương Thảo thấy là ngày nay cũng có rất là nhiều những cái hãng hàng không giá rẻ. Thì không biết là việc mà mình mua vé của những hãng hàng không này thì như thế nào ạ? Cái hãng hàng không giá rẻ thường thì họ giảm giá vé bằng cách là họ sử dụng những máy bay nhỏ, hạn chế về cái một số dịch vụ, ví dụ như là không bao gồm hành lý ký gửi miễn phí trong giá vé nè, không phục vụ miễn phí đồ ăn. Vì vậy nếu mà Thảo và các bạn không cần đến những cái dịch vụ này thì cái sự lựa chọn hàng không giá rẻ cũng là một cái sự lựa chọn rất là tốt đấy các bạn ạ. Từ nãy đến giờ thì chúng ta đã tìm hiểu rất là nhiều những thông tin liên quan đến việc là làm sao để có thể mua được một vé máy bay tiết kiệm chi phí. Bây giờ thì sẽ chuyển sang phần là thủ tục mua vé. Làm thế nào để mình có thể mua được vé nhanh và an toàn chị? Để mua vé được nhanh và an toàn thì Thảo có thể đặt ở trên Internet rất là nhanh. Nhưng mà khi bạn mua trên Internet thì bạn phải cần lưu ý những điểm sau. Thứ nhất là bạn phải kiểm tra tên, nhất thiết là phải đúng trên giấy tờ tùy thân của bạn, đó là chứng minh thư hoặc là passport khi mà bạn mang theo. Thứ hai nữa là bạn phải kiểm tra đúng ngày đi và ngày về, giờ khởi hành. Và điều kiện của vé là rất quan trọng, bởi vì đa số những vé rất rẻ thì thông thường sẽ không được thay đổi ngày, không được hoàn trả tiền. Và điều cuối cùng là bạn in vé ra thôi. Cách truyền thống khác thì bạn có thể đến trực tiếp với những phòng vé có uy tín để được nhân viên người ta tư vấn một cách rất là rõ ràng, cụ thể.
và nhanh chóng nữa. Thế thì việc là trong cái trường hợp mà sẽ có một vài người sẽ rơi vào á, ví dụ là khi mà mình đã mua vé rồi, mình có vé trong tay rồi, nhưng mà mình lỡ là mất vé thì trường hợp đó mình sẽ giải quyết như thế nào ạ? Nghe mất vé thì có vẻ lo lắng và sợ đúng không? Nhưng mà thực ra thì không có vấn đề gì lo lắng thưa quý vị. Bởi vì là nói là bây giờ người ta đã sử dụng vé điện tử thì tất cả mọi thông tin về hình thức thanh toán nè, tên này, mọi thứ là đã được lưu trữ ở trên hệ thống, và cứ đến ngày bay thì mọi thông tin sẽ được tự động chuyển ra sân bay. Cho nên nếu mà bạn có lỡ làm mất vé thì rất là đơn giản, bạn chỉ cần gọi điện cho phòng vé máy bay mà người ta đã bán vé cho bạn đấy, người ta sẽ gửi cho bạn một cái email và sau đó bạn sẽ in cái vé đó ra. Nhưng mà mình chẳng hạn như trong trường hợp mà nhà bạn không có internet hoặc là bạn không có máy in thì sao, cũng không có gì quan trọng cả, thì bạn có thể nhờ nhân viên gửi cho bạn một cái tin nhắn về số vé này, mã số đặt chỗ này và giờ bay để bảo đảm rằng bạn có thể đến sân bay đúng giờ, thông thường thì trước giờ khởi hành 2 tiếng để làm thủ tục các bạn ạ. Vâng ạ, những thông tin rất là hữu ích. Cảm ơn chị Hành Quyên rất là nhiều với những chia sẻ vừa rồi ạ. Rất vui được chia sẻ thông tin với Phương Thảo và quý vị khán giả. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng là với chuyên mục kỹ năng cuộc sống ngày hôm nay thì bây giờ quý vị đã có thêm những kinh nghiệm để chọn mua vé máy bay và có một chuyến nghỉ hè thật nhiều niềm vui. Đến đây thì Phương Thảo xin chào và hẹn gặp lại.